Chúng ta cùng tìm hiểu về cái cách là xác định cái hướng cổng chính trong nhà ở các bạn ha. Đó. Thì cái nhà chúng ta này hôm trước chúng ta đã xác định video trước chúng ta đã xác định được cái hướng cửa chính rồi các bạn ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ xác định cái cổng chính, tức là cái cổng mở vào trong cái sân nhà chúng ta đó các bạn ha. Mở vào trong cái mình đường đó các bạn nha. Thì nó liên quan tới cái hướng cửa chính của chúng ta hôm trước các bạn ha. Cái phương pháp mà xác định cái hướng cổng này thì nó liên quan tới cái hướng cửa. Hôm trước là cái hướng cửa chúng ta xác định rồi các bạn ha. Thì cái hướng cửa chính mà nó phù hợp với cái mệnh chủ rồi, phù hợp với cái mệnh của gia chủ rồi thì chúng ta mới áp dụng cái phương pháp này để chúng ta xác định cái hướng cổng nha các bạn. Nó mới hợp lý. Còn cái hướng cửa mà nó chưa phù hợp thì chúng ta không thể áp dụng cái phương pháp này được nha các bạn ha. Thì hôm trước cái hướng cửa chính là các bạn biết rồi, giới thiệu video hôm trước rồi các bạn ha. Đầu tiên là chúng ta phải xác định được cái hướng hướng cửa mà nó nằm vào trong cái cung có dương niên tốt các bạn ha. Cái trên cái trạch quẻ chúng ta đó nằm vào cái cung có dương niên tốt. Sinh khí nè, phúc đức nè, phục vị nè, thiên y nè, ha, vào những cái cung tốt đó các bạn ha. Thứ hai nữa là nó phải nằm vào trong cái cung mà nó có cái sao tốt của cái vòng sao phúc đức 24 sao đúng không ạ? Ha. Còn sao phúc đức nó nằm trên cái trạch quẻ đó, cái video mà hướng dẫn lập cái trạch quẻ là đã giới thiệu các bạn rồi ha. Các bạn xem lại cái đó. Đó. Thì cái hướng cửa chính chúng ta đặt vào cái cung tốt rồi, vào cái sao tốt rồi các bạn ha. Thì chúng ta cần phải kiểm tra cái gì? Tránh kiểm tra coi nó có phạm vào bát sát không nè, hoàng tuyền nè, thần sát nè. Có phạm vào cái cung mà nó có cái hành nó xung với mệnh chủ hay không các bạn ha. Cái video hôm trước mà xác định hướng cửa chính là giới thiệu kỹ rồi, tức là làm rất là kỳ công, làm tất cả các phương pháp đó, đặt vào cung tốt rồi ha, là chúng ta xếp để nó tránh phạm vào cái bát sát hoàng tuyền ha, thần sát, cung có hành xung với mệnh chủ, để mục đích là nó dẫn được cái trường khí tốt vào nhà. Thì cái cửa chính nó hợp lý rồi, thì hôm nay chúng ta dựa trên cái hướng cửa đó các bạn ha, dựa trên cái hướng cửa chính đó, tức là chúng ta xác định được cái cung hướng từ tâm nhà chúng ta kẻ qua cái tâm của cửa chính đó các bạn, thì mình xác định được cái hướng hướng cửa chính, hay mình gọi là cái đó là cái cung hướng các bạn ha. Nó đi qua cái cung, nó đi qua một cái cung mà trên cái sơ đồ 24 sân hướng đó, cái vòng 24 sân hướng và cái vòng sao phúc đức đó, nó đi qua một cái cung, mình gọi cái cung đó là cung hướng từ tâm nhà qua hướng qua qua tâm cửa chính. Thì cái hướng từ tâm nhà hướng ra cái hướng cửa chính như vậy mình gọi là cái nó đi qua cái cung nào, mình gọi cái đó là cái cung hướng các bạn ha, để mình xác định cái sơ đồ bố trí cái cổng các bạn nha. Đó thì cái hướng cửa chính phù hợp rồi thì chúng ta áp dụng cái sơ đồ để chúng ta xác định cái vị trí cái cổng cổng vào nhà chúng ta, tức là cái nơi mà chúng ta dẫn khí vào trong trong sân nhà, trong bên đường đó các bạn ha, về vào bên đường đó ha. Thì xác định xong cái theo cái sơ đồ đó, thì chúng ta cũng phải làm cái việc là mình kiểm tra coi nó có phạm hoàng tuyền hay không các bạn ha, tứ lộ hoàng tuyền theo trục tứ duy đó, kiểm tra xem cái hướng cửa mà chúng ta định chọn, chúng ta chọn theo cái sơ đồ đó nó có nằm vào cái du niên tốt hợp mệnh chủ hay chưa các bạn ha. Đó. Tức là hợp dương niên tốt hợp mệnh chủ là chúng ta xác định cho cửa chính là nó đúng rồi, nó phù hợp với cái hướng cửa chính rồi, phù hợp mệnh chủ rồi, nhưng mà chúng ta xác định được cái hướng vị trí cổng mà theo cái phương pháp trên cái sơ đồ này ha, thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra lại hoàng tuyền và kiểm tra lại dương niên tốt ha. Trường hợp nữa các bạn nha, trường hợp nữa ở đây là xác định cho cái nhà theo cái điều kiện là lý tưởng. Cái nhà chúng ta nằm trên khu đất, xung quanh khu đất có hàng rào thì chúng ta mới xác định được cái vị trí cổng ở trên cái hàng rào đó, nhưng mà hiện nay một số cái nhà giống như nhà phố của chúng ta đó ha, nhà ở phố đó, nhà ở đô thị đó, thì chúng ta không 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 có được cái lựa chọn đó, cái cổng nó bắt buộc nó tiếp tiếp cận với mặt đường rồi. Trong những cái trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ chọn cái vị trí cổng hay vị trí cửa chính chúng ta đó, nó nằm ở cái cung tốt của cái vòng sao phúc đức các bạn ha. Ngay cả cái trường hợp đó là ví dụ như là chúng ta đông tứ mệnh mà cái nhà chúng ta ở tây tứ trạch là nó ngược rồi các bạn ha, nhưng mà mỗi cái cung quái nó khoảng ba cung nhỏ, thì ba cái cung nhỏ đó nó sẽ có sao tốt sao xấu trong đó, chúng ta cố gắng chọn, trường hợp mà bất dĩ bất khả kháng rồi thì chúng ta sẽ chọn theo cái vòng sao phúc đức, chọn cái sao tốt của vòng sao phúc đức các bạn ha. Ở đây quay lại cái trường hợp là xác định cái sơ đồ như nói lúc nãy thì cái hướng cửa chính chúng ta đó, là nó đã hợp mệnh chủ rồi thì mình mới áp dụng xác định được nha các bạn nha. Đó thì cái hướng cửa chính mà nó hợp mệnh chủ rồi thì chúng ta xác định từ tâm nhà
ra tới cái vị trí của tâm cửa, cái hướng từ tâm nhà ra tâm cửa đó, là chúng ta xác định được cái hướng cửa chính như vậy. Nó qua một cái cung trên cái vòng 24 sơn hướng. Ví dụ ở đây là cái nhà ngọ sơn ha, quay cái lưng về hướng ngọ nè, tý hướng là hướng về hướng tý, thì cái cửa chính chúng ta nó đi cái hướng từ tâm nhà qua cửa chính qua cái cung tý, thì cái cung tý này gọi là cái cung hướng các bạn ha. Mỗi nhà nó sẽ có một cái cung hướng khác nhau trên cái vòng 24 sơn hướng này nha các bạn. Ở đây ngọ sơn tý hướng thì cái cung hướng của chúng ta là cung tý, thì cái mình xác định cái vị trí cổng chính, nó sẽ có 5 cái vị trí để mình mở cổng cho mỗi cái nhà các bạn ha, dựa trên cái vòng 24 sơn hướng này các bạn ha. Tức là phải nhắc lại là cái gì, cái cung hướng và cái hướng cửa chính của chúng ta đây nó đã hợp mệnh chủ rồi, mình mới xác định theo hướng cách này nha các bạn đó. Thì ở đây mình có 5 cái vị trí cổng mà mình có thể mở cổng, 5 cái vị trí mà mình có thể mở cổng. Đó là cái vị trí thứ nhất. Vị trí thứ nhất là nó nằm ở chính hướng cửa chính luôn, tức là từ cửa chính mình đi thẳng ra. Một số cái nhà ở truyền thống các bạn thấy đó, thì cái cổng nó vào đó các bạn ha, nó sẽ thẳng vào cái cửa nhà, thì lúc đó chúng ta có cái bức bình phong ở ngoài các bạn ha. Đó, các bạn nhớ là cái nhà truyền thống ha. Đó. Nó có cái bình phong để mục đích là gì? Nó che chắn bớt cái dòng trực khí đi thẳng từ bên ngoài đường vào vào trong nhà các bạn ha. Thì cái khí nó dẫn vào trong nhà, mình có trình bày đi lại với các bạn nhiều lần. Tức là cái gì, cái khí nó đến, cái trường khí nó đến nhẹ nhàng, nó uốn khúc và nó lan tỏa khắp cái ngôi nhà của chúng ta các bạn ha, thì nó mới mới tốt. Lúc đó cái nhà chúng ta nó mới vượng khí, còn cái nhà mà đón cái trực khí đi thẳng xông thẳng mạnh vào thì nó không tốt các bạn ha. Cái phần mà luận về về cái khí ở trong nhà ở đó có trình bày sơ với các bạn cái đó rồi, các bạn xem lại nha. Đó. Thì ở đây khi mà cái hướng cửa chính đã phù hợp mệnh chủ rồi, thì chúng ta áp dụng cái phương pháp này, cái sơ đồ này để chúng ta xác định vị trí cửa chính. Thì tổng cộng nó có 5 cái vị trí mà chúng ta có thể mở cửa. Vị trí thứ nhất là gì? Nằm ở một cái cổng, nó nằm ở trên trên cái hàng rào chúng ta đấy các bạn, từ hàng rào tức là mở cổng vào nhà đó, vào trong bên đường đó. Thì một cái vị trí cổng nó nằm ở chính hướng cửa chính, tức là từ cửa chính chúng ta đi thẳng ra ha. Đó, đây là cái vị trí số 1, cổng thứ nhất các bạn ha, vị trí thứ nhất mà có thể mở cổng đó. Được chưa? Rồi cái vị trí thứ hai là gì, là nó nằm ở bên phải cái cung hướng. Cung hướng là cung từ tâm nhà chúng ta đi qua cái hướng cửa chính và đi thẳng ra cái cung nằm trên cái sơ đồ của 24 sơn hướng, cái vòng 24 sơn hướng đó các bạn ha. Ở đây là cung cung hướng là cung tý nè, tý cung cung hướng nè, cung tý ha, ngọ sơn tý hướng. Rồi cái vị trí thứ hai là gì, là cái vị trí nằm ở cái cung mà nó cách cái cung hướng chúng ta hai cung, tức là tý quý qua tới sửu. Chỗ này sửu cấn dần, cho cái cung quái là cấn các bạn ha, cung quái cấn thì nó có sửu cấn dần, quản ba cái cung nhỏ. Thì cái vị trí thứ hai là nó cách cái cung hướng chúng ta hai cung qua tới cung sửu. Cái vị trí thứ ba nằm về bên tay tay trái ha, nằm về bên trái, tức là từ trong nhà mình tính hướng là tính từ trong nhà nhìn ra ngoài nha các bạn ha. Cái vị trí thứ nhất là chính hướng cửa chính nè, tại cung hướng là cung tí đi thẳng ra. Cái thứ hai là nằm về bên phải cách cung hướng hai cung quý sửu ha. Cái vị trí thứ ba nằm về bên trái, nằm về bên trái từ trong nhà mình nhìn ra, nằm về bên trái cách cung hướng bốn cung nhâm hợi càn tuất ha. Tức là cách cung hướng là cung tý bốn cung này bạn, nhâm hợi càn tuất tức là nằm vào cung tuất. Mình kẻ một cái đường từ tâm nhà đi qua cung tuất, chính giữa cung tuất đi thẳng ra, thì trên cái vị trí hàng rào chỗ nào đó mình thì xác định được cái vị trí cổng thứ ba. Đây là vị trí cổng số 1 này các bạn ha. Đây vị trí cổng số 1 nè. Đó. Cách cung hướng hai cung về bên tay phải là vị trí cổng số 2 nè. Cách cung hướng bốn cung về bên tay trái là vị trí cổng số 3 nè. Rồi, hai cái cổng còn lại số 4 và số 5 ha. Số 4 nè và số 5 thì nó nằm như thế nào? Hai cái cổng còn lại nó nằm về hai bên, bên phải và bên trái, từ trong nhà mình nhìn ra các bạn, trên bên phải và bên trái cách cung hướng 6 cung. Vậy ha. Đó. Như vậy thì khi mà cái cửa chính chúng ta đã phù hợp với mệnh chủ rồi, thì chúng ta sẽ dựa vào cái sơ đồ như thế này
cái nguyên tắc như thế này, để chúng ta xác định được 5 vị trí cổng. Khi xác định được 5 vị trí cổng này rồi thì chúng ta sẽ chọn một trong 5 vị trí này mà nó phù hợp với, thuận tiện nhất, phù hợp với cái lối tiếp cận của chúng ta, và nó thuận tiện nhất để giao thông vào trong nhà các bạn ha. Đó, thì tóm lại là cái gì? Khi mà cái nhà chúng ta đã, cái hướng cửa chính chúng ta đã xác định nó phù hợp bên chủ rồi. Để xác định cái hướng cửa chính phù hợp bên chủ, các bạn xem lại cái video là xác định cái hướng cửa nha. Hướng cửa thì mình rất là kỳ công, mình chọn được cái gì bạn, nằm vào cung tốt của dương niên tốt nè ha, nằm vào cái dương niên tốt nè, sinh khí phúc đức thiên y phục vị nè, nằm vào cung có sao tốt trong vòng sao phúc đức nè ha. Rồi phải kiểm tra, nằm vào cung tốt rồi nhưng mà phải kiểm tra có phạm bát sát không, có phạm hoàng quyền không, có phạm thần sát không, có phạm vào cái cung mà nó có hành xung bên chủ hay không. Đó, chọn rất là kỹ càng như vậy để xác định được hướng cổng chính, thì hướng cửa chính xong rồi chúng ta mới áp dụng cái sơ đồ này, nguyên tắc này để chúng ta xác định hướng cổng chính ha. Một cổng là nó nằm ở vị trí hướng cửa chính, chính hướng cửa chính nè. Cổng thứ hai là nó nằm, vị trí thứ hai là nó nằm ở cái cung lệch về bên phải, mà nó cách cung hướng hai cung và từ trong nhà nhìn ra. Thứ ba là nằm ở vào cái cung lệch về bên trái và cách cái cung hướng bốn cung ha. Hai cái vị trí thứ tư nằm trên một cái đường thẳng mà nó vuông góc lại với cái cung hướng ha, cái trục từ tâm nhà ra cung hướng. Có nghĩa là vị trí thứ tư và thứ năm là hai cổng lệch về bên phải và bên trái ngôi nhà ha, cách cái cung hướng sáu cung ha. Nó rất là đơn giản. Mà xác định được cái hướng cái theo cái nguyên tắc này thì chúng ta phải lựa chọn được cái hướng cửa chính nó phù hợp với cái mệnh chủ trước nha các bạn ha. Phải phù hợp với cái mệnh chủ trước thì mình mới xác định được theo cái phương pháp này nha. Rồi bàn thêm một chút xíu, cái này là trường hợp lý tưởng. Cái trường hợp mà nhà chúng ta bất khả kháng, nó tiếp cận với mặt đường rồi, nhà mặt phố rồi ha, nhà ở trong đô thị rồi, nó chỉ có một hướng duy nhất, thì chúng ta kiểm tra coi nó ưu tiên là nó nằm trong cái dương niên tốt nè, nó hợp mệnh chủ nè. Cái hướng cổng nha các bạn, ưu tiên là nó nằm vào cái dương niên tốt hợp mệnh chủ nè, rồi xem nó có bị phạm hoàng tuyền hay không nè. Thứ ba nữa là gì, nếu mà trường hợp bất khả kháng nó nằm vào cung xấu chẳng hạn, hay là chúng ta là đông tứ mạng mà chúng ta mua nhà ở tây tứ trạch thì nó ngược hẳn rồi ha. Hoặc là chúng ta tây tứ mạng mà chúng ta mua nhà đông tứ trạch thì nó lại lệch hết rồi, nó không khớp cái gì cả, thì lúc đó trong mỗi cung quái nó khoảng ba cung nhỏ, thì trong cung nhỏ nó sẽ có sao tốt và sao xấu trong cái vòng sao phúc đức, 24 sự hướng và vòng sao phúc đức đó các bạn ha. Chúng ta cố gắng chọn cái trường hợp cuối cùng, là chúng ta cố gắng chọn được cái sao tốt trong vòng sao phúc đức để chúng ta đặt cái cổng chính các bạn ha. Đó thì cái cách là nó đơn giản như vậy. Chúng ta kiểm tra lại, đầu tiên giúp các bạn kiểm tra lại cái hướng cửa chính nhà các bạn có phù hợp mệnh chủ hay chưa ha, có coi có phạm bát sát hoàng tuyền thần sát cung có hành xung với mệnh chủ hay không ha. Phải tránh mấy cái đó, hợp lý hết rồi chúng ta áp dụng cái sơ đồ này, nhìn theo cái sơ đồ này để chúng ta theo cái nguyên tắc này để chúng ta xem coi cái cửa, cái cổng nhà chúng ta vào trong 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 cái sân nhà chúng ta vào bên đường, dẫn khí vào bên đường nó có tốt hay không các bạn ha, nó có hợp lý hay không đó. Chúc các bạn thành công ha. Theo cái nguyên tắc này thì các bạn nhớ là cái cửa chính phải phù hợp mệnh chủ trước, rồi áp dụng cái nguyên lý này, cái nguyên tắc này để xác định cái hướng cổng chính cho nhà chúng ta các bạn ha. Xin chào các bạn nha, chúc các bạn thành công nha.